Ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện nghị quyết trên, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai đề nghị sáp nhập 10 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 5 đơn vị hành chính mới. Trong đó, quận Hai Bà Trưng sáp nhập 4 phường, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thị Nhậm, Phạm Đình Hổ thành 2 phường mới là phường Nguyễn Du và phường Phạm Đình Hổ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu dương lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, cấp ủy, chính quyền, cấp phường thuộc phạm vi sắp xếp đã khẩn trương tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Để việc sắp xếp các phường đem lại hiệu quả công việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các phường xã sau khi sắp xếp sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn chỉnh quy chế làm việc, duy trì mọi chế độ công tác đảm bảo ổn định, bình thường, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường và những người nghỉ việc do dôi dư sau sắp xếp. Cùng với đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị các phường mới cần khẩn trương tiến hành việc sửa đổi bổ sung các loại giấy tờ có liên quan của các tổ chức và công dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan tổ chức công dân trong sinh hoạt và thực hiện tốt các giao dịch hành chính dân sự bình thường, chuyển đổi các loại giấy tờ theo đúng quy định. Cùng với quận Hai Bà Trưng, các địa phương khác thuộc địa bàn Hà Nội gồm Phú Xuyên, Phúc Thọ cũng thực hiện sáp nhập và công bố đơn vị hành chính cấp xã mới để kịp thời phục vụ nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của nghị quyết của Quốc hội. Hiện thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã, 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.